Xin chào anh em đã quay trở lại với Tạp Bóng Đá TV. Chúng ta hãy cùng đến ngay trận đấu có sự có mặt của Fulham và Chelsea diễn ra vào lúc 3 giờ thứ 6 ngày 13 tháng 1 trước sân động Craven Cottage của đội chủ nhà Fulham. Đội chủ nhà đang phải ngập chìm trong vô số khó khăn khi ở trận đấu gần nhất ở giải Ngoại hạng Anh, họ đã thất bại 1-0 trước đội bóng Man City. Trận thua này đã nối dài thành tích bệ bát của họ khi trải qua 5 vòng đấu gần nhất, họ đã thua 3, hòa 1 và chỉ có 1 chiến thắng. Chưa hết, thất bại 4-0 trước Manchester City tại FA Cup cách đây ít ngày đã khiến cho chiếc ghế của huấn luyện viên Graham Potter trở nên lung lay hơn bao giờ hết. Vấn đề hàng công đang là cơn đau đầu nhức nhối của huấn luyện viên người Anh khi The Blue mới chỉ ghi được 20 bàn thắng sau 17 trận đã đấu, nếu không nhờ đến sự xuất sắc của hàng thủ với những Thiago Silva hay Koulibaly thì có lẽ đội bóng này sẽ còn kết quả tệ hơn nữa. Hai cầu thủ đóng góp nhiều bàn thắng nhất cho Chelsea chính là Sterling và Kai Havertz với 4 bàn thắng. Ngoài ra, người hâm mộ có thể đặt niềm tin vào Mason Mount, cầu thủ này cũng có 3 lần tự điền tên mình lên bảng tỷ số. Đây thật sự là những con số đáng báo động với đội bóng phía Tây London. Ban huấn luyện chắc chắn sẽ phải ngay lập tức sốc lại tinh thần các cầu thủ nếu không muốn mất vé dự cúp châu Âu ở mùa sau. Đối thủ của Chelsea ở vòng đấu này chính là Fulham, đội bóng phía Tây Nam London đã có một mùa giải trở lại EPL như mơ. Đứng ở vị trí thứ 7 với 28 điểm có được, Fulham đang đứng trên Liverpool và bám rất sát top 6 và hoàn toàn có khả năng đánh bật Liverpool ra khỏi vị trí của họ. Đội bóng phía Tây Nam London đã lấy lại phong độ với 3 chiến thắng liên tiếp trước Leicester City, Southampton và Crystal Palace. Với 6 trận thua, 3 trận hòa và giành chiến thắng đến 8 lần, The Cottagers đang khẳng định vị thế của mình là đội bóng có trình tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Dẫn đầu danh sách ghi bàn là Mitrovic, một cái tên vừa ghi một bàn thắng trước Leicester và một hat-trick trong trận đấu với Crystal Palace. Mùa giải này, tiền đạo người Serbia đã ghi tới 11 bàn thắng. Ngoài ra, hiệp sĩ Mo Pereira đã và đang là hạt nhân quan trọng trong đội hình của Fulham khi anh đã dẫn đầu danh sách kiến tạo với 4 lần dọn cỗ cho các đồng đội lập công và tự điểm tên mình lên tỷ số 2 lần. Tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong trận đấu này là Chelsea trừ 0.5. Chelsea đang có phong độ thất thường khi phải đối đầu với một Fulham khó chịu, nên việc đặt niềm tin vào đội bóng của huấn luyện viên Marco Silva là một quyết định hợp lý. Dự đoán rằng đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ, một bên công cùn và một bên thủ chắc, vậy nên đi xỉu 2.75 để dinh tiền về nào anh em ơi. Dự đoán Fulham sẽ có chiến thắng 1-0 trước Chelsea. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tạp Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.